Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng, trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin chọn lọc quan trọng đầu tuần. Trung Quốc yêu cầu Mỹ thực hiện hai điều kiện để đổi lấy thỏa thuận thương mại Bắc Kinh chuẩn bị yêu cầu Tổng thống Trump xóa lệnh cấm đối với Huawei và dỡ bỏ mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc như những điều kiện để ép Washington phải thực hiện, đổi lấy một thỏa thuận thương mại với họ. Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm, 27 tháng 6. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đưa ra những điều khoản này khi ông có cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Các quan chức Trung Quốc nói với Wall Street Journal rằng Bắc Kinh nhất định sẽ yêu cầu bằng được Hoa Kỳ phải đưa Huawei ra khỏi danh sách đen, rằng buộc công ty này không thể bán thiết bị cho Mỹ. Người Hồng Kông tiếp tục biểu tình Những người biểu tình ở Hồng Kông hôm thứ Năm đã tiếp tục đến trước trụ sở của Bộ Tư pháp đặc khu để yêu cầu nhà cầm quyền rút lại hoàn toàn dự lực dẫn độ, theo Fox News. Vài trăm người đã tụ hợp yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Theresa Chen, hòa rút lại dự luật dẫn độ hiện đang bị đình chỉ và bãi bỏ cáo buộc chống lại những người tham gia cuộc biểu tình hôm 12 tháng 6. Chính quyền phải lập tức rút lại dự luật độc ác, thủ lĩnh trẻ tuổi Hoàng Chi Phong nói. Phong thích những người biểu tình, không hề có bạo loạn, chỉ có chính quyền độc tài. Tàu Canada bị máy bay Trung Quốc quấy nhiễu. Hai tàu hải quân Canada đã bị các máy bay chiến đấu Trung Quốc quấy nhiễu trong khi đi qua biển Hoa Đông trong tuần này. Quân đội Canada cho biết thông tin hôm thứ Năm, theo AFP. Bộ Quốc phòng Canada cho biết tàu khu trục HMCS Regina và tàu hậu cần Asterix đang di chuyển trong vùng biển quốc tế ở biển Hoa Đông, thì bị hai máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc bay vượt ngang sát trên đầu, chiếc thứ nhất ở cự ly khoảng 300 m chiếc thứ hai gần hơn với khoảng cách chỉ vào 30 m Một máy bay trực thăng của Hải quân Canada cũng bị chiếu tia laser từ một tàu đánh cá gần nơi hai con tàu bị máy bay Trung Quốc quấy nhiễu. OAS hợp bàn về gia tăng áp lực với chính quyền Maduro. Uruguay hôm thứ Năm đã rút khỏi một cuộc họp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, OAS, đang được tổ chức tại Medellin, Colombia, để phản đối sự hiện diện của những gì họ nói là một phái đoàn bất hợp pháp tới từ Venezuela, theo Reuters. Hội nghị của OAS đang tìm kiếm sự đồng thuận về việc có nên tăng áp lực lên chính phủ Maduro hay không. Uruguay ủng hộ ông Maduro. Đa số các nước Mỹ Latin còn lại không công nhận ông Maduro, thay vào đó chỉ công nhận chính phủ của Tổng thống lâm thời Juan Guaido là hợp pháp ở Venezuela. Việt Nam có thể mất lợi thế vì hàng tàu nấp bóng xuất cảng sang Mỹ. Các công ty đang tìm cách né tránh thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc bằng cách giả dạng hàng hóa ở các nước châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam, theo tờ Wall Street Journal. Các dữ liệu thương mại của Việt Nam cho thấy, trong năm tháng đầu năm nay, xuất cảng từ Trung Quốc sang Việt Nam đối với các mặt hàng điện tử, máy tính, máy móc và các thiết bị khác đã tăng mạnh so với một năm trước đó. Bên cạnh đó, lượng xuất cảng của những hàng hóa đó từ Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng tăng nhanh ngoài dự trù. Cụ thể, xuất cảng máy tính và điện tử của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 72% lên 1.8 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm nay và nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc đã tăng 81% lên 5.1 tỷ đô la. Xuất cảng máy móc và thiết bị từ Việt Nam sang Mỹ tăng 54% so với cùng kỳ, trong khi nhập cảng các sản phẩm đó từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng 29%. Ông Tập truyền thông điệp nhượng bộ trước khi gặp ông Trump các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Trung Quốc là nạn nhân của các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, sẽ được bồi thường và sẽ có một kênh được thiết lập để họ khiếu nại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo thế giới trong cuộc họp của G20 vào thứ Sáu tại Nhật Bản, theo SCMP. Bên cạnh đó, trong bài phát biểu của mình, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các bước quan trọng để tự do hóa nền kinh tế và giảm các hạn chế thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Phát biểu của ông Tập được xem như một thông điệp nhượng bộ gửi tới ông Trump trước cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa nguyên thủ quốc gia Mỹ-Trung bên lề G20 vì giải quyết vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mở cửa thị trường là những nội dung đàm phán thương mại chủ yếu mà Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc phải thực hiện. Cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA thông báo Trung Quốc đã mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ. Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với con trai của Maduro. Bộ Tài chính Hoa Kỳ quyết định áp các lệnh trừng phạt đối với con trai của Maduro với cáo buộc ông này đã thực hiện nhiều tội ác nhằm níu kéo quyền lực cho cha mình ở Venezuela, theo Fox News. Theo đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản hoặc thực thể nào ở Mỹ thuộc sở hữu của con trai của Nicolas Maduro, Nicolas Maduro Guara và khuyến khích thông báo cho OFAC thông tin về những tài sản trực tiếp và gián tiếp khác chưa được biết tới của quý tử nhà Maduro. Chế độ Maduro được tạo nên từ các cuộc bầu cử gian dối. Ông ta và gia đình sống trong nhung lụa bằng tiền tham nhũng, trong khi người dân Venezuela phải sống trong khổ cực. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói, Maduro dựa vào con trai Nicolasito và những tay sai thân tính của mình – để lũng đoạn nền kinh tế và đàn áp người dân Venezuela. Ông Trump, Nam Hàn chưa bao giờ có người bạn Mỹ tốt hơn lúc này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và liên minh chặt chẽ giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ. Nói rằng đất nước của ông chưa bao giờ trung thành với quốc gia đồng minh ở khu vực Đông Á hơn bây giờ, theo John Hap phát biểu của ông trump được công bố trong một thông cáo báo chí từ tòa bạch ốc trước khi tổng thống mỹ có chuyến thăm nam hàng vào thứ bảy và chủ nhật mối quan hệ giữa hai quốc gia của chúng ta và giữa hai chúng tôi trump moon là sâu sắc và bền lâu ông trump nói chúng tôi tự hào khi luôn đứng bên cạnh các bạn trong nhiều thập kỷ qua với tư cách là một người bạn kiên định và là một đồng minh trung thành và các bạn chưa bao giờ có một đồng minh trung thành hoặc gần gũi hơn bây giờ trong một diễn biến có liên quan, Reuters đưa tin Tổng thống Trump hôm thứ Bảy nói rằng ông muốn gặp lại nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ở bang mông Điểm, địa điểm nằm giữa giới tuyến Nam Bắc Triều, để thảo luận về vấn đề hạt nhân. Mexico sẽ hỗ trợ hàng chục ngàn việc làm cho người di cư. Mexico đang hoàn tất một thỏa thuận với các nhà máy để cung cấp 40.000 việc làm cho người di cư ở Trung Mỹ. Mexico hoàn tất một thỏa thuận với các nhà máy để cung cấp 40.000 việc làm cho người di cư Trung Mỹ. Tổng thống Andres Manuel López Obrador cho biết hôm thứ Sáu, với mục tiêu giải quyết kế sinh nhai cho hàng ngàn người di cư đang chờ đợi được nhập cảnh vào Mỹ, theo Reuters. Thỏa thuận này sẽ được ký kết, sẽ không có vấn đề pháp lý nào, ông Obrador nói. Chúng tôi đang sắp xếp việc này để họ có thể được thuê mà không phải trải qua các bước xử lý phức tạp. Mexico đã cam kết với Hoa Kỳ vào đầu tháng này rằng sẽ nỗ lực hơn để ngăn chặn dòng người di cư đến Hoa Kỳ. Sau khi tổng thống Trump đe dọa đánh thuế cao đối với hàng xuất khẩu của Mexico nếu quốc gia láng giềng chối bỏ trách nhiệm xử lý vấn đề người di cư. Người Hồng Kông tiếp tục biểu tình hơn 1.000 người, chủ yếu là sinh viên, mặc đồ đen đã tập hợp bên ngoài các văn phòng của chính quyền Hồng Kông hôm thứ Sáu để tiếp tục yêu cầu giới chức đặc khu rút lại hoàn toàn dự luật dẫn độ, theo Reuters. Chính phủ chưa đưa ra một phản ứng đúng đắn nào đối với ý kiến của người dân. Họ buộc chúng tôi phải lên tiếng, Paul Chan, một người biểu tình 27 tuổi, nêu ý kiến. Chính quyền luôn nói với chúng tôi rằng đừng làm điều này, đừng làm điều kia. Chúng tôi cũng muốn nói với chính quyền, hãy thực hiện bất kỳ chính sách nào mà chúng tôi không ủng hộ, nhưng bà ta không nghe. Anh cha nói, đề cập tới đặc khu trưởng Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ, sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301 529 5603, Bích Duyên 703 599 6043.